Rồi xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục sáng hôm nay là em về một đôi loa là tai nôi, dòng này cũng khá quen thuộc với kênh, đó là tai nôi Arden MK2. Em test đôi loa này thì về theo đơn đặt hàng của bác khách ở Quảng Ninh nha. Và em test lên để tiếp tục đóng gói gửi hàng cho bác luôn. Thì đây là loa của bác nha. Thùng vách em này quá đẹp, thùng gỗ lạng rất đẹp, ốc chó rất đẹp nè. Rồi thùng là siêu đẹp luôn, quá đẹp. Đây, bass 40 kiền vuông 3828 ha. Đặc biệt cặp này là được thay gân tại Nhật anh em nhé. Cái gân này là cái gân nó có vừa mút mà lại có vừa cao su nhẹ cho nên nó rất là bền. Đấy, rất là mềm nha, nó không có giống như gân của Việt Nam chúng ta này anh em thấy rồi, nó cực mềm luôn. Thì cái gân mềm nó giúp cho tương bass nó mềm mại và nó sâu hơn là những cái gân cứng anh em. Tác dụng của gân mềm. Thùng bass này em xem nè, cực kỳ đẹp, cực kỳ liền lạc luôn. Đấy, anh em thấy ha, quá đẹp. Thùng bách này quá đẹp. Đây nè, đó. Đó, logo còn sáng choang nha, không có bị đen mờ gì hết nha anh em nhé. Đó, đó quan trọng là những cái đó là biết độ cũ mới của loa liền. Những cái nào mà nó đen thùi lùi anh em thấy là hiểu rồi hả. Cặp loa rất đẹp nha. Và ghép cùng với nó hôm nay đó chính là con Amply Acouphay E305V. Em về ngày hôm qua đấy. Thì bộ này nó rất là ăn ý với nhau. Chúng ta có nhiều kinh phí hơn, chúng ta đầu tư lên con 406V cho mát mạnh hơn. Thì con 305V là 305 trở lên là cân xứng với em này rồi. Từ nữa chứ 305V nè. Đó, nghe nhạc vàng trữ tình bolero rất là phê và rất là hay nha. Đấy, rồi em à. Và cái cặp loa này thì nó có mức giá dao động là từ 52 cho tới 54 triệu, nó phụ thuộc vào độ đẹp của loa và phụ thuộc cái vân gỗ, nó có hai đời anh em nhé. Đấy, cái vần gỗ ốc chó này là vần gỗ mắc tiền nha, để anh em mình biết nha, để thôi em biết sau có lo nó mắc hơn 1 triệu, lo lại rẻ hơn 1 triệu. Và với cái giá đó thì em bán bằng giá với các shop, nhưng mà giá của em là bao ship cho anh em nha. Anh em lưu ý ha, giá nó sẽ khác nha, bao ship anh em nha. Test nhạc rất là, em không biết test nhạc gì cho anh em nghe hết, bởi vì nó chai nhạc, nó là bị chai. Cái thứ hai là YouTube này quảng cáo liên tục. Rồi mời anh em nghe thử nha. Yêu đương chắc chờ
yêu thì vời, đau thương thì lại đây. Còn ai vui đêm nay, sao nghe lạnh vòng tay. Ta dại khờ nên tin tất cả, tiếng ngọt tiếng bùi. Người đã tặng ta vết thương đau với nỗi ngậm ngùi. Thôi quá rồi, từng đêm đêm tóc rối. Đường vào yêu một lần thôi có vạn nỗi. Thì đối với những cái dòng loa tai nôi mà đen cổ như thế này ha, chúng ta nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero nó rất là hay, rất là êm đềm, rất là ngọt ngào anh em nhé. Thì trong cái bộ ghép hôm nay thì chỉ còn con Amly Acoustic E335B, thì con này có mức giá là 51.500.000 như tối qua em đã thông báo anh em nhé. Và tình trạng chung thì nó là đẹp xuất sắc rồi anh em nhé. Rồi và tới đây thì em cũng xin kết thúc để tiến hành đóng gói gửi cửa hàng cho bác khách luôn nha. Xin cảm ơn anh em.